À, em chào cả nhà. Clip này sẽ là một cái clip mà em quay một cái giống mới em mới nhập về ngày hôm nay. Thì đây là cái anh chị mình thấy là cái vòi hoa, một nách ra hai cái vòi hoa luôn. Và anh chị mình thấy nhà vườn đã từng cắt hoa. Cắt hoa rồi nhưng cái nách đó vẫn ra mỗi vòi hoa nữa. Thì cái giống này nó sẽ nói lên một cái điều là cái cây này cực kỳ siêng bông. Và em xin tiết lộ cho anh chị em mình là cái bông của cây này đó là cây vàng tia. Một dòng vàng tia thì cái dòng này anh chị em mình để ý là cái độ siêng bông của nó nha. Đó, nếu anh em nào mà mình trồng lan mình không đủ kiên nhẫn để mình chờ đợi á, thì một năm bông lần thì cả nhà mình có thể sử dụng cái thằng chơi cái thằng Dendro vàng tia này ha. Đó là chậu em sẽ chia sẻ cả nhà mình là chậu phi 12 như thế này. Cây phi 12 nha, đây là chậu phi 12, trời em được ý. Nó rất là xa cánh tay luôn, tại cái cây nó dài quá nó không có vừa màn hình ha. Rồi hiện tại thì ship hàng nụ nha cả nhà, hàng nụ nụ bé nụ lớn như thế này đây, là hàng này là hàng loại super vip luôn. Em lựa cho cả nhà mình chơi cái cây á là nó tuyệt vời luôn. 20-40 xăng là em chia sẻ cho mình thêm một cái bí mật. Đây nhiều anh em hỏi ha, nhiều cả nhà mình hỏi, nhiều anh chị mình hỏi nè, khi mà cây rang bông nó có nuôi, nó có đẻ con hay không, thì cái khi mà cây rang bông á nó vẫn đẻ con. Và đặc biệt là cái bông anh chị mình có thể cắt nó vẫn ra con rồi nó ra bông khác. Dòng này cực kỳ siêng bông. Và cái lô này hiện tại thì em xin chốt với anh chị em mình một cái giá rất là ưu đãi. Hàng đã bông nha, hàng này hàng bông chứ không phải hàng tơ nữa, mà hàng này là đã ra bông. Một chậu là lên một cái giò bông và xưng một nách nữa nè, cứ khi là hai giò bông. Hàng này hàng tuyệt vời đẹp luôn. Thì anh chị em mình chốt chỉ có 3 cây 210.000 em bao ship. 3 cây 210.000 nhé nha. Còn 5 cây sẽ ship cho anh chị mình với cái giá đặc biệt luôn là 5 cây 300k bên em bao ship.